Trong hồn thú mặc dù có Đường Kim Thiên Hạ đệ nhất cường giả thần thú, thế nhưng thực lực tổng hợp cũng đã bị nhân loại phì tông kéo xa. Một cái trận địa hồn đạo khí như vậy, cho dù là 10 vạn đại quân tấn công chính diện, đều chưa hẳn là có thể công đến. Hồn đạo khí liên kết trước lúc làm chúng nó tiêu hao hầu như không còn, cơ hồ không có khả năng bị tổn thương đến, cũng là điểm đáng sợ nhất của quân đoàn hồn đạo sư. Đơn giản tuần sát một vòng, đối với bất kỳ hồn đạo sư mà nói, cũng chính là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Bọn hắn đều không phải lần đầu tiên tới, thế nhưng đối với Vũ Hạo mà nó là 10 phần xung động. Mặc dù hắn không có khả năng thác ấn ra xuống tất cả phương pháp luyện chế hồn đạo khí, thế nhưng sắp xếp của cả một trận địa hồn đạo khí, các loại hồn đạo khí phối hợp cùng với công năng hắn đều có thể ký ức xuống. Đối với tương lai của Viện Xử Lý Các đầu nhập giá 3 chi quân đoàn hồn đạo sư trong chiến tranh, đều chỉ là kinh nghiệm cực tốt. Hai vị miền hạ, chúng ta có nên nghỉ ngơi một chút, uống chén trà, Quách Nộ cùng kịch nói. Đối với những tà hồn sư này, hắn là không có chút nào dám lãnh đạm, hắn ngay cả phong hào đố la đều không phải. Quân đoàn hồn đạo sư của hắn cũng không có khí phách như là hộ quốc chi thủ, có thể không đắc tội những tà hồn sư cường đại vẫn là không đắc tội. Được rồi, liền đi ngồi một chút, không biết Quách đoàn trưởng đây là có đồ tốt gì hay không, Nam Cung Hỏa lúc này nhàn nhạt nói. Đã chuẩn bị tốt cho hai vị, Quách Nộ xe nhẹ lúc này dám nói. Xoay trướng của Quách Nô lên ở bên trái trận địa hồn đạo khí, mỗi một đơn vị sư đoàn sau khi trở lên đều có xoay trướng của bản thân. DV của quân đoàn hồn đạo sư đủ để so sánh với quân đoàn. Quách Nô lúc này đầy tự nhiên cũng nói, cái gọi là uống trà kia thật là tiệc rượu phong phú. Quách Nô ở bên này sớm liền chuẩn bị tốt, sau khi hắn mời Vua Hào, Nam Cung Hoàn cùng với 6 tên tà hồn sư ngồi vào vị trí, trước mời một ly rượu, sau đó cũng làm người ta mang lên một chút đồ vật. Hai vị miện hạ, còn mời hai vị quốc sử trước mặt đại nhân vì ta nói tốt vài câu. Quách Nô khẽ cười rồi nói, sau đó phất tay ra hiệu đặt lên đồ vật. Khi từng kim loại nhạt hỗn hợp túc xí kia phóng xuất ra, Nam Cung Hoàn rõ ràng nhãn tình sáng lên, vô thức nói, đều là đồ tốt, mặc dù không phải quá mạnh thế nhưng cũng đã rất là không tệ. Hết thảy là 4 cái dương, trong đó có một cái dương trang bị ra 3 cái định trang hồn bạo đạn pháo cấp 7, 3 cái dương còn lại thì đều là định trang hồn bạo đạn pháo cấp 5, mỗi dương 10 cái. Mặc dù chỉ là cấp 5 cùng với cấp 7, thế nhưng thắng ở số lượng không ít, nếu lấy ra đi bán cũng có thể bán một món kim hồn tệ khổng lồ. Quân đoàn hồn đạo sư lúc này khác không nhiều, hồn đạo khí phân phối vẫn là không ít, mà Quách Nổ rất rõ ràng những tà hồn sư này thích nhất chính là định trang hồn bạo đạn pháo. Đồ chơi này uy lực lớn, tầm bắn xa vô luận lúc nào đều là vật tư tính chất chiến lược, cho dù là bán ra bên ngoài cũng là đồ tốt, bất kỳ quốc gia, quân đội nào đều thích. Lão Thất, người trước thù lái, chúng ta trở về lại phân chia. Quách đoàn trưởng thật sự là quá khách khí, ta xem đệ nhị quân đoàn hồn đạo sư được người dẫn đầu, nhất định là sẽ càng ngày càng cường đại. Nam Cung Hoàn mặc dù tham tài, thế nhưng tính mạng của mình càng quan trọng. Những thứ này cho Vũ Hạo thuận nước dòng thuyền, đến lúc đó Vũ Hạo giải trừ cấm chế cho hắn hẳn cũng sẽ thống khoái một chút đi. Vũ Hạo tự nhiên sẽ không khách khí, đây đều là đồ tốt. Lúc trước từ Minh Đô lấy được định trang hồn bạo đạn pháo cơ hồ đều tiêu hao trong chiến dịch đối kháng với tinh đấu thú triều, nhất định chính là những cao giai định trang hồn bạo đạn pháo này. Mắt thấy Vũ Hạo thu hồi định trang hồn bạo đạn pháo, đoàn trưởng Quách Nô mặc dù có một chút thịt đau, thế nhưng hắn cũng biết là chuyện không có cách nào, công cùng với những tà hồn sư này giữ gìn mối quan hệ, còn không biết có phiền phức gì đó. Vũ Hạo lúc này ngồi trở lại bàn rượu, tay phải bưng chén rượu lên rồi nói, cảm ta quà tặng của Quách đoàn trưởng, đến ta mời người một chén. Quách Nô tranh thủ thời gian thụ sủng nhược kinh đứng lên cùng với Vũ Hạo uống. Trong lúc Vũ Hạo cùng hắn uống rượu, Ngô Trần khẽ đụng vào Nam Cung Hoàn ở bên cạnh, cho hắn sau khi ngồi xuống. Nam Cung Hoàn lúc này lập tức bưng chén rượu lên, cùng hướng về Quách Nộ mời rượu. Mượn cơ hội này, tay phải của Vũ Hạo vô thương phất qua ở trên trán của mình, giống như là trải đám tóc có một chút tán loạn. Khi hắn đem tay hạ xuống, sờ tới đáy bàn, một đoàn quang mang vặn vẹo gần như là không thể nào thấy được đã lặng yên chui vào đáy bàn. Nếu như có thể ở gần cẩn thận quan sát mà nói, liền sẽ phát hiện ra ở trong quang mang này dường như là có vô số đồ vật gì đó. Sau khi ăn uống no nê, Quách Nô tự mình đem Vũ Hạo, mấy người Nam Cung Hỏa tiến xa trận địa hồn đạo khí. Nhìn lấy chư vị tà hồn sư đi xa, ánh mắt của hắn cũng trở nên lạnh mấy phần. Chỉ cần là hồn sư chính thống, dù là hồn đạo sư, lại có ai thích cùng với những tà hồn sư âm trầm giết người kia không chớp mắt này giao tiếp cơ chứ? Thầm than một tiếng, ở bên trên lợi dụng những tà hồn sư này đều đánh thiên hạ, hy vọng tương lai đừng xảy ra vấn đề gì đi. Có một chút bất đắc dĩ lắc đầu, Quách đoàn trưởng mới quay trở về, hắn lại mờ mịt không biết ở trong xoáy trướng của hắn, một đoàn bạch sắc quang cầu nhu hòa lặng yên từ dưới bàn chạy đi, cấp tốc chui vào bên trong góc tối ẩn nấp. Nam Cung Hoàn cùng với Vũ Hạo đang quay trở về, trong lòng không khỏi nghi hoặc, liền Vũ Hạo một cái truyền âm nói, vậy là được rồi. Vũ Hạo cười nhạt một tiếng rồi nói, xong rồi. Nam Cung Hỏa lúc này ở trong lòng lập tức càng thêm kinh ngạc, hắn thế như trước từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy Vũ Hạo làm qua cái gì. Vũ Hạo chính là ra hiệu hắn mời rượu một lần mà thôi, cho lẽ liền vào lúc đó hắn đã thi triển ra thủ đoạn gì. Vũ Hạo lúc này nhìn ra, nghi hoặc trong lòng quán truyền âm rồi nói: Nếu ngươi có thể nhìn ra, há không phải Quách Nộ cũng có thể nhìn ra sao? Ta đã chuẩn bị kỹ càng, yên tâm. Một khi sự thành lời hứa của ta đối với người tự nhiên sẽ thực hiện. Nam Cung Hoản nhẹ nhàng gật đầu. Hắn bây giờ cũng không có biện pháp, chỉ có thể đi tín nhiệm Vũ Hạo, tin tưởng uy tín của Sở Lệ Khắc. Trở về tới bên trong doanh trướng của bản thân, Vũ Hạo khoanh chân ngồi xuống, thôi động hồn lực, đem chiếc uống rượu toàn bộ bay tới ra bên ngoài thân thể. Kế hoạch bước đầu tiên đã hoàn thành, tiếp xuống liền chờ buổi tối. Khoanh chân ngồi xuống, hắn bắt đầu tiến vào trong trạng thái minh tưởng, tiếp tục tu luyện. Dù là thân trong trại địch, hắn cũng đang không ngừng thực lực của tăng cường bản thân. Thực lực không đủ, cái gì đều làm không được. Trong cơ thể có vạn năm huyền băng tỷ đồ tốt như vậy, lại thêm tinh thần hồn hạch trợ giúp, hắn bây giờ mỗi ngày tu luyện cũng có thể cảm giác được tu vi của mình một ngày là ngàn đầy. Loại cảm giác liền kích thích hơn lấy hắn cố gắng tăng cao tu vi. Chập tối tiến đến, Vũ Hạo giống như ngày xưa trong lòng ăn cơm. Lúc này là sau khi yên lặng quay lại trong doanh trướng, đám tà hồn xưa cũng đều trở về trường bóng của bản thân. Vũ Hạo trải qua mấy ngày quan sát, đối với hoàn cảnh xung quanh doanh trướng bản thân vẫn là quen thuộc hơn nhiều. Hắn thông qua tinh thần lực lượng quan sát được con đường Đường Nhã sau khi ăn cơm phải đi qua. Sau khi xác nhận nàng trở về trường bóng, mới hoàn toàn tiến vào trạng thái minh tưởng yên lặng chờ đợi. Mấy ngày này quan sát, hắn phát hiện ra Đường Nhã làm việc và nghỉ ngơi, cùng vì hắn bây giờ không sai biệt lắm, chưa thường ngay dùng cơm ra, lên đeo bên trong doanh trướng của bản thân tu luyện. Từ bên ngoài doanh trướng cũng có thể như ẩn như hiện nghe từ tiếng hít thở kéo dài của nàng. Mà ta hồn xưa ở bên này 10 phần rảnh rỗi, ngay cả giáo chủ của Thánh Linh giáo Trung Liô cũng không triệu tập bọn hắn làm sự tình gì cả. Mấy vị trưởng lão cung phụng ở bên này Vũ Hạo đều trước sau gặp qua, trong đó Thánh Linh giáo cùng với cung phụng của hai vị là siêu cấp đấu la, nhưng lại đều không phải tà hồn sư. Còn có vị hạt hổ đấu la trước bảng kia cũng đang trong quân doanh, hắn cũng là cung phụng, chỗ ở liền bên cạnh trường bóng của Đường Nhã không xa. Thời điểm Đường Nhã đi nhà ăn ăn cơm, Vũ Hạo trước sau và lần nhìn thấy trương bằng an vị ở bên người của nàng. Hắn cũng là người duy nhất trừ giáo chủ của Thánh Linh giáo ra sẽ ngồi ở bên người của Đường Nhã theo nàng ăn cơm. Từ lúc trương đầu tiên nhìn thấy Đường Nhã trong trạng thái tà hồn sư, hạt hổ đấu la liền ở bên người của Đường Nhã. Hiện tại xem ra trương bằng rất có thể chỉ là chuyên môn phụ trách bảo hộ Đường Nhã trong Thánh Linh giáo. Lúc trước Đường Nhã thiên phú cùng với tu vi đều xa xa không cách nào cùng với Mã Tiểu Đào so sánh. Thánh Linh giáo làm vậy, một cái vì đốc xúc nàng tu luyện, một cái khác hẳn chính là bảo hộ nàng an toàn. Hạt hổ đấu la không tốt đối phó, chờ một chút tất nhiên là sẽ trở thành đối thủ trọng yếu. Kế hoạch của Vũ Hạo mặc dù đã hoàn thành, thế nhưng trong quá trình thi hành, hắn cũng không biết sẽ xuất hiện tình trạng như thế nào, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, hy vọng hết thảy đều theo hướng tốt nhất phát triển mới tốt. Bóng đêm càng ngày càng sâu, ở trong quân doanh cũng yên tĩnh trở lại. Trải qua một ngày thao luyện, binh lính bình thường cũng sớm đã nghỉ ngơi ở trong doanh trướng của bản thân, chỉ có binh lính gác ở đêm còn đang không ngừng tới lui tuần tra. Đương nhiên bất luận là lúc nào, vài chi quân đoàn hồn đạo xưa cùng với trận địa hồn đạo khí phòng ngự đều cực kỳ nghiêm mật. Đệ nhị hồn đạo sư đoàn xoáy trướng, Quách Nô sau khi ăn cơm xong trở về lại xử lý một chút công vụ. Xoáy trướng chính là địa phương hắn cùng thuộc hạ nghị sự, hắn có chỗ ở của riêng mình. Công sự xử lý xong, Quách Nô ra khỏi xoáy trướng, đi dò xét trận địa hồn đạo khí. Mỗi buổi tối trước lúc hắn nghỉ ngơi đều phải tiến hành thông lệ tuần sát để tránh xảy ra vấn đề. Sau đó hắn mới có thể trở về trường bóng của bản thân cách xoáy trướng không xa nghỉ ngơi. Quách Nô chân trước vừa ra khỏi trường bóng, một đoàn bạch sắc quang ảnh liền lặng lẽ từ bên trong xó xỉnh chui ra. Nó trước đó một mực thủ liêm rất tôn khí thức của bản thân, dù là Quách Nô tù vì các bậc hồn đấu la cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Quang đoàn sau khi xuất hiện lặng yên không một tiếng động ngưng tụ thành hình, dần dần biến lớn biến thành hình người, còn không phải bộ dáng của Vũ Hạo hay sao? Lúc buổi chiều, Vũ Hạo thừa dịp Nam Cung Hoản hướng về Quách Nộ mời rượu, đem đoàn tinh thần lực lượng cực kỳ ngưng thực kia lặng lẽ lưu lại trong xoáy trướng, để bảo đảm đoàn tinh thần lực lượng có thể kiên trì đủ thời gian dài. Vũ Hạo thậm chí không phụ ra phần lớn hồn kỹ cho nó, chỉ có một cái hồn kỹ mô phỏng mà thôi. Sau khi huyễn hóa ra thành hình người, tinh thần thể đã có một chút hư ảo. Theo thời gian trôi qua, nó vẫn tiêu hao khá nhiều tinh thần lực lượng, có điều kiên trì một chút đã có thể hoàn toàn chấp hành kế hoạch của Vũ Hạo. Cổ tay khẽ đảo, một viên sớ chỉ tiểu xảo xuất hiện trong tay tinh thần thể, lam bảo thạch tinh tuyết lấp lóe ở trên sớ chỉ, chính là chữ vật sớ chỉ ngọc bích tinh quang. Lúc ấy vật ẩn tàng ở bên trong quang mang chính là nó. Trên sớ chỉ lấp lóe quang mang, trên mặt của Vũ Hạo cũng toát ra vẻ mỉm cười. Hắn lặng yên từ bên trong sớ chỉ lấy ra một hộp dài và mỏng, đặt ở trên bàn xoáy trướng. Nhưng lấy cái hộp, trong lòng hắn quả thực có một chút không muốn, nếu như không phải không biện pháp có khác, hắn quả thật là không đành lòng đem đồ vật này lấy ra. Tinh thần lực lượng bỗng nhiên khuếch tán ra bên ngoài, lúc này hình thành một tầng tinh thần lực lượng bình chướng bố trí trong xoáy trướng, ngăn cách khí tức ở trong xoáy trướng. Nam Cung Hoàn nói cho hắn thói quen làm việc nghỉ ngơi của các đoàn trưởng quân đoàn hồn đạo sư, cho nên sau khi Quách Nộ rời khỏi Vũ Hạo liền biết hắn sẽ không trở về. Sau khi tuần sát liền sẽ đi ngủ, cho nên trong xoáy trướng lúc này ngược lại chỉ là an toàn nhất, công xe không có bất kỳ hồn đạo khí tham trắc bao trùm bên này. Bố trí tốt tinh thần lực lượng bình chướng về sau, tinh thần của Vũ Hạo lúc này nhìn qua liền trở nên càng thêm mờ nhạt một chút, toàn bộ thân thể đã trong suốt. Hắn lúc này cẩn thận từng ly từng tí một đem cái hộp kia mở ra. Nắp hộp mới vừa mở ra, tinh thần thể của Vũ Hạo đứng mũi chịu sào, lập tức lắc lư kịch liệt. Nếu không phải cường độ tinh thần đầy đủ, chỉ một chút vừa rồi, tinh thần thể quán chỉ sợ liền phải tán loạn. Trong lòng của Vũ Hạo lúc này cũng không một mảnh hoảng sợ, may mắn tinh thần lực lượng của bản thân tiến vào cảnh giới hữu hình hữu chất, nếu không thì liền muốn có đại phiền toái. Trong hộp, một viên đạn pháo thon dài yên tĩnh nằm đó, vừa rồi chính là từ trên nó tản mát ra khí tức kim qua là thiết mã, xung kích Vũ Hạo tinh thần thể ủy một chút tương lưỡi toán loạn. Nếu như Nam Cung Hỏa nhìn thấy đồ chơi này, hắn khẳng định sẽ nhận biết, bởi vì mai đạn pháo yên tĩnh nằm ở trong hộp là lúc trước hắn làm Tịch Thủy Minh chủ, khích lệ đám hồn đạo sư Minh Đô hồn đạo sư tinh anh đại tái thu hoạch được đồ vật thành tích tốt. Vũ Hạo thu hoạch được quán quân Trung Quốc, mai định trang hồn bảo đạn pháo cấp 9 cũng liền thành phần thưởng của hắn. Lúc ấy sau khi Vũ Hạo cầm đạn pháo cùng với các phần thưởng khác, liền mượn cơ hội Minh Đồ đại bảo tạc cấp tốc trốn xa, mà mai định trang hồn bảo đạn pháo cấp 9 này hắn cũng liền giữ lại. Những phần thưởng kim loại hiếm khác thì đều cho Đường Môn. Cảm thụ đường định trang hồn bảo đạn pháo cấp 9 tản mát ra khí tức, Vũ Hạo cũng không nhịn được mà toát ra một tia tán thán. Đồ chơi này thế như trước chỉ là vũ khí chiến lược chân chính. Hiên Tử Vân đã từng nói cho hắn, cho dù là một hồn đạo sư cấp 9 muốn chế tạo ra một viên đạn pháo như vậy cũng cần đông đảo tài liệu kim loại hiếm, đồng thời hao phí 3 đến 6 tháng mới có khả năng hoàn thành. Hơn nữa chế tác mỗi một viên đối với tinh lực của hồn đạo sư cấp 9 đều tiêu hao rất lớn, bởi vậy cho dù là trong Đế quốc Nhật Nguyệt, loại cấp bằng vũ khí siêu cấp cấp bằng chiến lược này cũng tồn lượng là không nhiều. Lúc trước Đế quốc Nhật Nguyệt công phá Minh Đấu Sơn Mạch chỉ là bằng pháo 3 viên định trang hồn bạo đạn pháo cấp 9 mở đường, ngạnh sinh nổ ra một cái lỗ hỏng ở trên Minh Đấu Sơn Mạch. Đối với chuyện này ký ức của Vũ Hạo thế như trước vẫn còn mới mẻ, đây chỉ là hắn lần đầu tiên muốn sử dụng nó, đồ chơi kinh khủng này. Hồn đạo khí cấp 9 lấy tu vi của Vũ Hạo muốn sử dụng chỉ là 10 phần miễn cưỡng, thế nhưng mà định trang hồn bạo đạn pháo lại khác. Đồ chiếc này đặc biệt lớn nhất chính là thôi động cũng không khó khăn, chỉ cần đem nó dẫn bạo là được. Nó căn bản chính là một quả đạn bạo tạc uy lực lớn cực kỳ khủng bố, năng lượng nó cần thiết đều lụi ẩn ở bên trong đó, không cần hồn đạo sư lại tiến hành tiêu hao cái gì cả. Đương nhiên sử dụng hồn đạo pháo chuyên môn tiến hành viễn trình phán xạ là chuyện khác. Nếu như có khả năng, Vũ Hạo đương nhiên càng muốn thông qua phương thức phát xạ này đến sử dụng viên định trang hồn bạo đạn pháo cấp 9. Nó thế như trước chỉ là vũ khí công kích siêu viễn trình có thể phát động ra ngoài 30 dặm, so với định trang hồn bạo đạn mạnh hơn nhiều. Về phần khoảng cách phát xạ cực hạn kia là bao nhiêu, Vũ Hạo cũng không rõ ràng, chỉ có vị hồn đạo sư cấp 9 chế tác nó mới biết được. Thế nhưng bây giờ trong tình huống này, Vũ Hạo không có lựa chọn khác, chỉ có sao hỏa này uy lực mới đủ lớn. Hai tay tinh thần đều sẽ đem viên định trang hồn bạo đạn pháo cấp 9 to lớn bưng lên. Vũ Hạo quay đầu nhìn xem, sau đó đi đến đằng sau xoáy vị, đem ma định trang hồn bạo đạn dựng đứng ở đó. Muốn thôi động ma định trang hồn bạo đạn cấp 9 cũng không khó, chỉ cần kích phát pháp trận hạch tâm là được. Thật là hồn đạo sư cấp 7, hơn nữa chính là hồn đạo sư cấp 7 đã chế tác qua hồn đạo khí cấp 8. Vũ Hạo muốn dẫn phát nó không có một chút nào khó khăn. Dọn xong mai hồn đạo khí về sau, Vũ Hạo đem cái hộp kia thu lại. Cái hộp cũng là đồ tốt, có thể ngăn cách khí tức của định trang hồn bạo đạn pháo cấp 9. Sau khi chuẩn bị hết thầy thỏa đáng, tinh thần thể của hắn cũng đã không hề rời đi. Muốn phát động bên trong thời cơ tốt nhất, liền cần hắn tự mình đến làm, mà không phải định trang thời gian. Vì thế Vũ Hạo cũng không thể nào không tổn thất một tia tinh hồn lực lượng đến trong thân thể. Đến lúc đó tinh thần thể này chỉ có thể thử tiến hành chạy trốn, nếu như chạy không được liền chỉ có thể tự nhận không may. Làm xong những chuyện này, chân thân của Vũ Hạo trong trường bóng đã mở hai mắt ra, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm lấy chúng ngữ tối nghĩa. Tinh thần lực lượng bình chướng cũng đồng dạng sớm liền triển khai. Không lâu sau đó, một cái đại môn đen nhánh lặng yên mở ra, được tinh thần lực lượng của Vũ Hạo triệu hoán. Lần nữa từng thân ảnh lặng yên không một tiếng động từ bên trong đại môn màu đen đi ra. Doanh trướng nguyên bản 10 phần rộng rãi lập tức trở nên có một chút chật hẹp. Bong Hùng Vương chính là người cuối cùng đi ra, dáng người to mọng vô cùng khoán tự nhiên chiếm chỗ nhiều nhất. Vũ Hạo đều chuẩn bị kỹ càng rồi, Tống lão hướng về Vũ Hạo hỏi. Vũ Hạo lúc này nhẹ nhàng gật đầu trầm giọng rồi nói: "Ta đã lắp đặt tốt định trang hồn bạo đạn pháo cấp 9 hủy diệt phong bạo, là một kiện hồn đạo khí cấp 9 lấy tính phá hoại kim loại làm chủ, lực phá hoại sẽ rất mạnh, hơn nữa chỉ là từ bên trong ra ngoài, chỉ ít thì một quân đoàn hồn đạo xưa khẳng định là phải hủy đi, chỉ là không biết sẽ chết bao nhiêu người."